Kênh Nhân Quả Luân Hồi xin kính chào các bạn. Cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát được thành lập tháng 12 năm 2020, đến nay đã hơn 2 năm rồi. Kênh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn thông qua việc tham gia các chương trình của kênh. Nay kênh xin chia sẻ một số thống kê như sau: hơn 125 bạn tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, hơn 130 bức tranh các thành viên vẽ ảnh Phật gửi về kênh, hơn 70 quyển vở chép kinh Địa Tạng Bồ Tát, 25 bạn tham gia chương trình học thuộc lòng kinh Địa Tạng, 25 bạn tham gia chương trình kinh Chim Sát, 18 bạn tham gia chương trình ăn chay trường và còn rất nhiều bạn tham gia các chương trình khác nữa. Đây là một động lực để admin tiếp tục công việc hoằng pháp này. Để tiếp tục động viên các bạn tu học, kênh xin ấn tống đợt 4 gồm các phần quà như sau: để các bạn thuận tiện nghe pháp và có thể cộng tu trong bất kỳ trường hợp nào, kênh xin ấn tống phần quà số 15 là tai nghe Bluetooth. Tai nghe này admin đang sử dụng và cũng tặng cho rất nhiều người. Ưu điểm như sau: âm thanh rất ổn, thời gian pin sử dụng rất lâu, có thể dùng được một tuần mới sạc. Và phù hợp với rất nhiều loại điện thoại. Hiện nay nhiều bạn di chuyển nhiều, tham gia cộng tu online, nghe pháp, xem YouTube về Phật Pháp, nên pin của điện thoại rất mau hết. Để giúp bạn tu học được tốt hơn, kênh xin ấn tống phần quà số 16 là pin sạc dự phòng Xiaomi phiên bản Gen 3. Pin này có đặc điểm nổi trội như sau: là dung lượng rất lớn 10.000 mAh, có thể sạc đầy iPhone 3.5 lần, nhỏ gọn và tiện lợi. Phần quà số 17 là y phục lễ Phật dành cho các bạn nam thường xuyên lễ lạy, đặc biệt là chim sát xám. Bộ y phục rất trang nghiêm, thoáng mát và đặc biệt dùng rất bền, có 4 màu như sau là màu ghi, màu trắng, màu đen và màu kem, và có 4 size. Các bạn nhớ ghi thông tin màu và size gửi về kênh nhé. Để giúp các bạn thuận tiện tham gia chương trình vẽ tranh Phật, kênh xin ấn tống phần quà số 18 là hộp màu của Macro Graphite, gồm có 48 màu. Bộ màu này admin đang sử dụng, tô lên màu đều và rất đẹp mắt. Các màu tô hoàn toàn chất lượng và đảm bảo đạt chuẩn từng nét vẽ. Kênh rất mong nhận được những bức tranh vẽ Phật Bồ Tát từ các bạn. Phần quà số 19 là kệ để kinh. Kệ này có hoa văn rất đẹp, nhỏ gọn, tiện lợi. Hy vọng với pháp bảo này, các bạn có thể chuyên cần đọc kinh, trì chú được tốt hơn. Phần quà số 20 là tranh đính đá Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Với pháp bảo này, bạn có thể vừa đính đá, vừa niệm danh hiệu của Bồ Tát, vừa có thể tô vẽ tranh Ngài. Đây cũng là một pháp để giúp bạn dễ nhiếp tâm hơn. Kênh xin gửi một số mẫu cho các bạn lựa chọn. Phần quà số 21 là tràng phan. Tràng phan này có theo dòng chữ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các bạn có thể dùng tràng phan này để dâng lên cúng dường các ngài. Phần quà số 22 là chân nến có chụp khắc chữ chú Đại Bi. Khi các bạn bỏ nến vào trong đèn để thắp cúng dường Phật, thì bóng ánh của chú Đại Bi sẽ hiện lên khắp phòng, trông rất đẹp mắt. Kênh xin gửi các bạn một số hình ảnh ấn tống đợt 1, đợt 2 và đợt 3. Các pháp bảo này vẫn đang tiếp tục ấn tống. Để nhận được các phần quà này, các bạn có thể tham gia một trong các chương trình của kênh như sau. Chương trình 1: tham gia thành viên cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Bạn đọc trọn bộ kinh Địa Tạng và đọc tờ quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chương trình 2 là vẽ tranh Địa Tạng Bồ Tát. Bạn vẽ tranh Bồ Tát Địa Tạng khổ giấy A3, chụp hình hoặc quay lại từng giai đoạn trong quá trình mình vẽ. Chương trình 3 là chép kinh Địa Tạng. Bạn chép trọn bộ kinh Địa Tạng, quay video lật từng trang từ đầu tới cuối. Chương trình 4
là lễ chim xác xám. Các bạn quay video lễ trọn bộ kinh chim xác xám nghi. Chương trình 5 là đọc kinh chim xác. Các bạn ghi âm lời đọc giới thiệu và quyển thượng kinh chim xác. Chương trình 6 là vì sao tôi ăn chay. Các bạn quay video chế biến một món ăn và nói vì sao tôi thường chay, lợi ích việc ăn chay là như thế nào. Chương trình 7 là chép kinh Phổ Hiền. Các bạn chép 3 quyển kinh Phổ Hiền hạnh nguyện và quay video gửi về kênh. Chương trình 8 là thuộc lòng đệ tử quy. Các bạn quay video nhắm mắt chắp tay đọc thuộc lòng đệ tử quy. Và còn rất nhiều chương trình khác mà kênh có thể triển khai trong thời gian tới. Các bạn có thể chọn một trong bất kỳ phần quà ở trên khi tham gia một trong những chương trình của kênh nhé. Đặc biệt, kênh có Mộc Luân và kinh chim xác màu của thầy Tâm Tạng dành cho các bạn tham gia chim xác xám. Thông qua các chương trình của kênh, hy vọng mình có thể tạo một phần nhỏ phương tiện giúp các bạn cùng nhau tiến bộ trong việc tu học. Mình rất mong nhận được các file video tham gia của các bạn. Chúc các bạn tinh tấn tu học, sớm viên mãn được các ước nguyện. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.